chương trình đọc truyện đêm khuya của đài phát thanh vĩnh long chương trình đọc truyện đêm khuya của đài phát thanh vĩnh long mến chào quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện đêm qua chúng tôi giới thiệu phần 26 tiểu thuyết quế mùa mai đỏ của nhà văn xuân thiều xin tấm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo Tinh chiến thắng ở cửa an hòa nhanh chóng lan khắp mặt trận và sự đồn đại mỗi lúc một lớn thêm ai nấy đều ngỡ ngàng trước sự việc tiểu đoàn 3 thu được 3 chiếc xe tăng còn nguyên diện. Nghe vậy, ông Tám Lê rất phấn chấn cho biểu dương tiểu đoàn 3 và lệnh cho Tư Thiên sử dụng xe tăng chiến lợi phẩm vào việc tấn công đồn mang cá. Vài phút sau, những người được mời hỏi ý đã tới và ngồi vào bàn có tấm bản đồ thành mang cá trải rộng ra. Nếp mặt ông Tư Thiên nhìn đâm đâm khiến cho mọi người đoán biết tình hình ở điểm công kích chủ yếu này chắc đã bị địch chiếm lại bằng giọng căng thẳng, ông Tư báo cho mọi người biết ông thường bị thương vào mắt khi cùng quá tổ chức đánh thẳng vào cổng chính đồn mang cá. Nén tiếng thở dài, ông Tư Thiên gọi quá về nhận kiểm điểm và nếu cần sẽ nghiêm khắc thi hành kỷ luật. Chính quỹ Lưu Dương có lời can ngăn, song ông Tư bỏ ngoài tay mọi sự góp ý. Ông tỏ quyết tâm phải đập dỡ mục tiêu chủ yếu này bằng cách đích thân chỉ quy trận đánh. Tung D3 đánh hỗ trợ điều một bộ phận D13 trên la chữ về chốt cửa An Hòa. Lưu Dương ở lại trại chỉ huy chung. Hãy cùng bước vào phần 27 tiểu thuyết Quế mùa mây đỏ của nhà Giang Xuân Thiệu sẽ được giới thiệu ngay trong đêm nay để từng bước theo dõi việc cầm quân của trung đoàn trưởng Tư Thiên. trung đội trưởng nhìn mọi người nói tiếp Vấn đề trước mắt là phải giải quyết cái mang cá Bằng mọi giá phải đập dỡ mục tiêu chủ yếu này Cái sầu việc cơ bản của tụi sư đoàn một ngụy Bây giờ tôi tính thế này Tôi sẽ xuống trực tiếp chỉ huy đánh mang cá Tung dây 2 thằng quốc vào đánh Điều một bộ phận của dây 13 lên la chữ về chốt ở An Hòa Thằng D11 thương vong khá nặng Cần phải gấp rút củng cố chỉ sử dụng một phân đội nhỏ đánh phối hợp với D3 thôi. Anh Lưu Dương ở nhà, chỉ huy chung. Anh Phối, quyền tham mưu trưởng, bởi vì anh thường phải về trạm phẫu, không còn hy vọng tham gia hết chiến dịch này được nữa. Ý kiến các anh thế nào? Mọi người im lặng một lúc, ai cũng nhận thấy ông Tư Thiên đã biểu lộ quyết tâm rõ ràng. Khi mục tiêu công kích chủ yếu của trung đoàn chưa giải quyết được, lần lượt các tiểu đoàn trưởng, trung đoàn phó, chỉ huy chưa thành công, thì đích thân trung đoàn trưởng phải bắt tay vào thế là phải nhưng liệu cái quyết tâm này có mang vẻ cay cú gì chăng chính ủy lưu dương thấy có bổn phận phải nói rõ chính kiến của mình thực tâm ông ủng hộ cách đặt vấn đề của tư thiên nhưng lại chưa tán thành cách biểu thị quyết tâm của trung đoàn trưởng cái lối biểu thị quyết tâm trong chiến đấu rằng bằng mọi giá phải thế này phải thế nọ mới nghe qua thấy cứng rắn ngẫm nghĩ lại thấy chưa ổn bằng mọi giá trong chiến đấu. Cái giá chỉ có thể tính toán bằng xương máu chiến sĩ chứ không là cái gì khác. Bởi thế, người chỉ huy không được phép nói bằng mọi giá mà phải biểu thị quyết tâm một cách tỉnh táo bằng sự tính toán mọi mặt chuẩn xác nhất. Sự hy sinh trong chiến đấu là không thể tránh khỏi, nhưng người chỉ huy không được dinh vào nhận thức này để che đậy cho tính vô trách nhiệm của mình. Chính quỹ đáng đo chọn cách nói cho thích hợp rồi mới bắt đầu. Tôi ủng hộ ý kiến của anh Tư. Dứt điểm ban cá là nhiệm vụ chủ yếu của trung đoàn, là triệt để chấp hành mệnh lệnh cấp trên. Tình hình địch ở mang cá có thay đổi gì không anh? Có thay đổi, nhưng không đáng kể lắm. Chúng nó đều thêm hai đại đội địa phương quân ở bao dinh vào. Ồ, tụi địa phương quân. Ông Tư Thiên kêu lên, giọng kinh thị. Lưu Dương nói nốt ý mình. Như vậy địch tăng cường theo tôi là đáng kể đấy. Đánh mang cá lúc này phải tính đến cách đánh. Buổi đầu ta dùng D11 đặc công là phù hợp với lối mật tập. Vì địch đang trong thế bị bất ngờ. Sau khi mật tập không thắng lợi, thế bất ngờ của ta không còn nữa. Bởi thế sáng nay, anh thường đã sử dụng bộ binh D1 cường tập vào cổng chính và cũng đã không thành công. Vậy anh Tư nên tính kỹ đến cách đánh sắp tới. Tung dây ba vào tiến công, tức là ta tung lực lượng dự bị của trung đoàn vào. Đã tung lực lượng dự bị là phải đánh chất điểm. Nếu để thằng địch trụ lại được, phản kích ta, thì tình thế sẽ rất xấu, vì coi như mình đã trắng tay. Ông Tư Thiên cảm thấy ý kiến của chính quỷ là chỉ lý. Xong, ông vốn không ưa bất kỳ người nào tỏ ra rành rẽ khôn ngoan hơn mình, nên ông có vẻ bực. Đã cầm quân thì phải tính đến cách đánh, chứ sao lại không? Thứ nhất, ông Tư Thiên bật ngón tay cái ra. Tôi phải có mặt ở ma cá, xem tình hình cụ thể thực hư ra làm sao đã. Thứ hai, ông bật thêm ngón trỏ. Đã tung thằng Dê Ba vào công kích, điểm chủ yếu là phải xin quân tăng phái của quân khu. Trước mắt, đều một đại đội của tiểu đoàn thằng Việt vào thay thế ở An Hòa. Ông Tư Thiên ẩm ừ trong cổ không thấy bật ngón tay thứ ba ra nữa mà xòe bàn tay. Năm ngón khung khung trùm xuống vị trí mang cá trên bản đồ. Dứt điểm thằng này tôi biết, đâu phải dễ dàng. Các anh xem, bề thành khá dày, muốn đánh theo lối công kiên phải tốn hàng tấn thuốc nổ. Mà bây giờ thuốc nổ lấy đâu ra cho đủ? Xe tăng ta không có, phi cơ yểm trợ cũng không. Quả lực mạnh nhất của ta chỉ là cối 82 B41 Degazek tôi mới phát sơ sơ ra yêu đầu tiến công như thế này. Dùng đặc công mật tập vào hai điểm. Điểm thứ nhất là chỗ bờ tường dở mà đặc công hôm nọ đã lọt vào được. Nay chắc thằng địch bố phòng khá chắc chắn. Điểm thứ hai là cái chốt của địch trên mặt thành. Chỗ này này. Ông Tư Thiên chỉ tay lên bản đồ, chỗ ngã ba bờ thành nối liền với thành mang cá. Dùng một mũi nghi binh ở cổng chính sau khi đặc công chiếm được các bàn đạp đầu cầu rồi thì lực lượng dây một sẽ tiến công vào chỗ bờ tường dở phát triển về hướng sở chỉ huy trung tâm sư đoàn một nguyện còn lực lượng chủ yếu là dây 3 sẽ tiến công chiếm mặt thành cắt đứt giữa mang cá lớn và mang cá bé từ độ cao của mặt thành xung kích sẽ tràn xuống chiếm khu diện quân y và khu nhà bọn tâm lý chiến như vậy là kết hợp cả mật tập và cường tập sử dụng toàn bộ đại đội cối 82 và DKZ của trung đoàn chi diện cho trận này. Đó mới là ý đồ phát ra sơ bộ. Phải gọi thằng quốc cùng tôi đi xuống xem tình hình cụ thể rồi mới quyết định được. Chính ủy Lưu Dương đeo kính vào cúi xuống nhìn kỹ tấm bản đồ thành mang cá và như sực nhớ ra, ông nói Anh Tư à, hôm trung đoàn giao nhiệm vụ chiến đấu. Tài quá có thắc mắc là không phân công ai đánh bao dinh bây giờ tôi thấy tay quá nó có lý kể ra để sống thằng bao dinh là bỏ ngõ cửa thành mang cá hướng đông bắc bao dinh nối liền với cửa biển thuận an con rừng sống duy nhất của kẻ địch ở huế hay là ta tính thế này hẳn để cái mang cá đấy đã ta tập trung diệt cái bao dinh buộc thằng mang cá ở thế bị bao dây cô lập rồi ta sẽ ồ oh, không nên thả mồi bắt bóng từ thiền nông nại cắt ngay ý kiến chính quỷ mệnh lệnh của trên giao cho ta là đánh mang cá muốn đánh bao dinh quân khu phải tăng thêm lực lượng chứ mình lấy đâu ra quân nữa mà tình hình bao dinh lúc này đã thay đổi lớn rồi cả tiểu đoàn thủy quân lục chiến đã dồn về đấy cộng với tội địa phương quân còn lại ý kiến anh dương cũng hay nhưng mình sẽ đề nghị quân khu giải quyết lưu dương chưa hoàn toàn ngã ngủ ý kiến nhưng không muốn tranh luận với tư Thiền nữa lúc này đâu còn thì giờ để tranh luận với lại chính quỹ mà phải tranh cãi với chỉ huy trưởng trong chỉ huy chiến đấu là điều không hay. Nghĩ vậy, Lô Dương khung khéo xôi sang bằng cách đánh mang cá. Phó chính quỷ Hân nói, tôi đề nghị để tôi cùng đi với anh Tư. Tư Thiên quan nghênh ngay, phải, có ông Hân đi càng tốt, ở nhà của anh Dương và anh Phối. Nhưng ông Hân à, đừng kéo hàng lô trợ lý đi theo, Dướng chân vướng cản ra tôi cũng chỉ mang theo một trợ lý tác chiến và một trợ lý quân khí thôi cuộc hội ý câu như xong họ chỉ bàn thêm một vài việc lạc vặt hàng ngày một chiến sĩ cảnh vệ từ nãy giờ thập thò ngoài cửa thấy mọi người đã đứng dậy mới vào đứng nghiêm trước mặt tư thiên báo cáo thủ trưởng từ sáng đến giờ nhiều người dân đến xin gặp thủ trưởng chúng em đều bảo thủ trưởng đi vắng không tiếp được vậy mà có một ông già cứ ngồi đợi Tôi bận lắm, các cậu cứ từ từ chối hộ cho tôi. Từ thiên nói không ngẩn mặt lên, tay vẫn dập cái bản đồ cho vào sắc cốt. Dạ, nhưng ông già này kỳ lắm thủ trưởng à. Ngoài 70 tuổi, lại mù cả hai mắt, vậy mà cứ rồi gặp thủ trưởng bằng được. Chỉ xin gặp một tẹo thôi. Ông già có một đứa cháu gái cỡ 12 tuổi dắt tới. Chúng em bảo thủ trưởng đi vắng, ông già đã đợi hàng 3-4 tiếng đồng hồ rồi. Và cứ năn nỉ hoài rằng, nhất định là thủ trưởng có ở nhà, yêu cầu chúng em vào báo cáo cho ông già thăm một lát. Ông già bảo, cứ nói ông tên Hón, thủ trưởng khác biết. À, chú Hón. Tư Thiên thúc lên vui mừng. Vậy câu dẫn ông già vô đây. Phải, 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 chú Hón. Tư Thiên phân bua với mọi người. Cha mới đó mà thành ông già rồi. Tội, không hiểu sao lại mù loa. Ông già Hón này á, Chẳng có họ gì với tớ, chỉ là hàng xóm hội ở dưới quê. Một anh chàng thợ cày khỏe mạnh và nghèo rất một tơi, không có nhà cửa, chỉ chuyên ở nhờ cái miếu xóm. Ông già rất thương tớ, dạy tớ học cài. Chính quỷ nói, Có lẽ mình phải rời sở chỉ huy thôi anh Tư à. Ở đây lộ rồi, người ta kéo nhau đến thăm anh nhiều quá. Cũng có thế thật. Tớ chẳng có thì giờ để tiếp, mà quái lạ. Không hiểu sao người ta biết tớ ở đây. Ôi trời, thăm thú cũng nhiều vẻ lắm. Có người vì tình nghĩa, có người vì tò mò, vì cầu cảnh dân dân. Đấy, cái bà chiều hôm qua, dám xưng trắng trợn với tụ cảnh vệ là người yêu cũ của Tư Thiên. Các cậu biết là thế nào không? Nào có yêu ủng gì? Ngày xưa, tớ có biết cô ả, nhưng cô ả là con nhà giàu, mình là con nhà nghèo. Làm sao dám lấy gậy chọc trời? Đại để là cũng chuyện trò tán nhảm vài câu ở dầu mấy nước. Vậy mà bây giờ cứ sưng bừa đi. Chẳng qua vì mùa này hiện là ta giàu có, lại là một vợ quan chức ngụy đã bị ta tốn cổ. Phải đấy, ông Phối ơi, tối nay ông cho rời sở chỉ huy về đại nội. Cứ ở đây đến ngày mai nữa là ăn pháo đấy. Chiến sĩ cảnh vệ dẫn ông già hón vào. Ông già vịn vai đứa cháu gái, có mái tóc que que và cặp mắt lo âu sợ hãi. Tư Thiên chạy ra nắm tay ông già. Chú Hón, chào thằng Kháng đây, chú. Sao biết cháu ở đây mà tới thăm? Ông già đứng sững dây lát, chồng râu và mái đầu đều đã bạc, cũng im phăng phát. Chợt ông già hấp hái đôi mắt, giờ đây trơ ra như cùi nhãn. Hai bàn tay run run quờ quạng sờ vào vai tư thiên. Quá thiệt là thằng Kháng đây hả? Chào, ừ, phải rồi, to cao lắm, ông già rờ rẫm lên má lên mặt tư thiên trong lúc con bé có vẻ càng hoảng sợ cứng lắm lét nhìn hết người này đến người khác và nép sát vào ông già chú lên ở thành phố từ bao giờ hay vẫn ở dưới quê chắc bây giờ thì không ở nhà miếu xóm nữa phải không chú khuôn mặt ông già bỗng nhiên co rúm lại từ hai hốc mắt mờ đục ứa ra hai dòng nước mắt Ồ, chuyện đời của chú dài lắm. Cháu không có thì giờ mà nghe. Chú không ở miếu xóm nữa, nhưng cũng chui rút quá tội hơn miếu xóm. Chú chỉ có mỗi mình mạ con ni. Ông già vỗ vỗ lên vai đứa cháu gái. Mà nó ban bậy ban bạ ở chợ Tây Lộc, kiếm miếng ăn hàng ngày. Nhà cửa. Ông già bỗng bật cười, nụ cười méo mó nó như cái tổ chuột. Nhưng thôi, chú nghe tin An về đánh Quế. Mừng cái chức chi to lắm, chú mừng. Có vậy chứ chú nghĩ bụng. Cái thằng kháng năm 15 tuổi, dám đập tay đoan là thằng chí khí. Hắn chỉ quy quân Việt Cộng về đánh thằng Mỹ, thằng Thiệu là đúng. Ờ, à, ờ. À. Ông già như sực nhớ, muốn xin lỗi, Người ta kêu em là Tư Thiên Còn chú thì cứ tên Móc Nôi chú kêu Bây giờ thì chú muốn hỏi em Mấy em về là thằng dân nghèo mừng rồi, dù rồi Nhưng liệu mấy em đến chơi chơi hay là mừng thiệt luôn? Mừng thiệt? Chứ làm sao chơi chơi chú? Tư Thiên vui vẻ nắm tay ông già Kéo ngồi xuống ghế Và giải thích cho ông biết quyết tâm của quân ta Ông già nghe chăm chú, gật gật đầu, nét mặt rạng rỡ lên. Nói chuyện khoảng 10 phút thì ông già đứng dậy. Thôi, em còn mắc nhiều công chuyện. Chú biết, vậy là chú thỏa bụng rồi. Mới lòa dăm ba năm này thôi. Còn trước đây vẫn thấy cả. Thấy thằng Tây, thằng Mỹ, thấy cả lính quốc gia, cả lính giải phóng. Chỉ chưa thấy cái độc lập, cái sung sướng. Bây giờ mấy em về Cứ mừng đại đi Đuổi thằng Mỹ, thằng Thiệu đi Để coi có đổi đời chăng Già gần miệng lỗ rồi Mà vẫn mong đổi đời đó em Tư Thiên lấy làm cảm động Trước những lời nói thành thực Của ông già hàng xóm ngày xưa Nắm chặt tay và hón Tư Thiên nói Cháu sẽ nói lại nguyện vọng của chú Cho toàn đơn vị cháu cùng nghe Bây giờ chú đến thăm mà không có chi làm quà cho chú. Ôi, quà gặp chi? Gặp em là quà to rồi. Chợt thấy ông già ăn bận rách rưới, áo giá nhiều chỗ, tư thiên đồng lòng. Nè chú, chú phải nhận món quà này. Cháu biếu chú chiếc áo của cháu để làm kỷ niệm. Áo quân giải phóng đó chú. Tư thiên bảo cậu công vụ lục tìm đưa cho ông chiếc áo quân phục. Giải tô châu còn mới và ấn vào tay ông già hai tay run run ôm chiếc áo vào ngực và hón nói quà này thì chú xin chú về khoe với sắp nhỏ khoe với mấy lão hàng phố khi mô quy phật chú biểu sắp nhỏ cho chú bận vô tiễn già hón ra về tư thiên hết sức cảm động ông bỗng nhớ về kỷ niệm tuổi thơ cực nhọc của mình ở tuổi 13 vì cha chết đành phải bỏ học theo chú hón tập cầm cày làm quen với cuộc đời dầu dãi nắng mưa làm quen với cả những lúc chỉ ăn khoai lang trừ bữa mà chú hóng vẫn thường gọi đùa là ăn sâm củ. cái miếu xóm nơi chú hón ở là nơi chú bé kháng vẫn coi như nhà mình ở đấy thằng kháng đen đuổi bận quần xà lỏng, có thể lục chạng ăn xong củ uống nước lá chổi và trải lá chúa ra nền nhà làm một giấc vào những buổi trưa gió lào thổi thông thống. Cái miếu sớm gắn với cuộc đời chú Hón và gắn vào kỷ niệm tuổi thơ của Tư Thiên. Hơn hai chục năm đã trôi qua, chú Hón đã thành ông già Hón mà cuộc đời chẳng thay đổi được là bao. Không ở miếu sớm nữa nhưng cũng chui rút quá tội hơn miếu sớm. Nơi ở của ông già là trong chợ Tây Lộc. Chào, số phận những người nghèo khổ dường như xoay chuyển mãi, vẫn cứ nghèo khổ. Bây giờ, già hón đã ngoài 70, mù lòa mà vẫn hy vọng được đổi đời. Niềm mơ ước của ông già chính là lý tưởng và trách nhiệm của Tư Thiên. Ông cảm thấy trong lòng vừa bừng lên một chất kích thích mạnh mẽ, nhất định phải đập vỡ cái mang cá để Quế được giải phóng hoàn toàn. Cán bộ hậu cần mang tới cho trung đoàn trưởng một bộ quân lê đủ ra phát, giày đen, mang tô, mũ phớt nghiêm chỉnh. Bây giờ đóng bộ xong, trông ông khác lạ hẳn đi. Càng khác lạ, khi ông đeo thêm đôi kính mắt hiệu Ray-Ban của Mỹ. Đôi kính màu đen kịch, mắt to và kiểu cách như một con bướm đậu vào đấy. Ăn bận như thế để ông đóng vai một quan chức ngụy hoặc dân vật chính trị phản động bị quân giải phóng tóm được. Tác giả của cái trò này lại chính là ông. Khi ông chuẩn bị đi xuống mang cá, cán bộ bảo vệ tỏ ra ái nái, không yên tâm, rất ngại ông đi ra đường giữa ban ngày ban mặt. Ở Huế, những người quen mặt ông không phải là ít. Ai mà biết được điều gì bất trắc sẽ xảy ra. Nếu dân chúng và cả đám du kích nội thành nữa biết rõ đích thị ông là Tư Thiên, một người đánh giặc khá nổi tiếng. Cán bộ bảo vệ muốn ông đi ban đêm. Nhưng chờ đến ban đêm thì còn đâu là thời gian nữa. Và ông bày ra cái mẹo này. Tụi bay cái giải tao đi. Ai hơi đâu kéo nhau ra coi thằng Việt Giang. Quả thật, Nhờ cái trò này mà ông đi xuống mang cá trót lọt. Kể cả lúc qua các khu phố đông đúc cũng không ai nhận ra là Tư Thiên. Tuy nhiên, cũng vì cái trò này, một hòn đá của đậu tương đúng gái. Ông và đám tùy tùng vừa đi dọc đường Nguyễn Thành được một thôi, đã gặp ngay một tốp thanh niên và du kích đang đào công sự. Tốp con trai con gái này thấy một người làm mặt, ăn bận lịch sự đi giữa mũ lê của hai chiến sĩ kèm hai bên bèn nhau nhau hỏi Ai đó mấy chú? Một tên sĩ Câu trả lời vừa dứt thì hòn đá củ đậu cũng liền đập vào gái tư thiên làm chiếc mũ phớt rơi xuống đất Phó chính quỷ hân phải quát tốt thanh niên để tư thiên không bị trận mưa đá mưa gạch mà xem chừng tốt trẻ này chả tha gì không tặng tiếp cho ông Hòn đá củ đậu làm ông phải lấy rượu và mật gấu so bóp mãi gái mới thôi sưng, mới cử động bình thường. Đấy là chuyện sau đó vài mươi phút. Còn lúc này, ông vừa đóng bộ xong, soi vào gương, thấy mình quả trong cũng khá bảnh, nếu được ăn bận tự tế. Nhưng ông không có thì giờ ngắm vuốt mình. Ông đang bồn chồn sốt ruột, muốn xuống băng cá càng sớm càng tốt. Bộ phận tùy tùng cùng đi với ông đã chuẩn bị xong xuôi. Tiểu đoàn trưởng quốc cũng vừa được triệu lên vậy mà chính ông lại đang nấn ná ông nấn ná vì ban nãy vừa nhận được điện thoại bên an ninh báo tin là trong số sĩ quan và quan chức ngụy bị bắt có chiến con trai ông tư thiên lập tức cử cán bộ địch vận sang gặp an ninh xin bảo lãnh cho chiến và cho chiến về gặp ông mười mấy năm xa cách không được gặp mặt con người cha nào lại không mong mỏi từ hôm vào huế được thằng thực thằng hoàng hai đứa cháu báo cho ông biết thằng Chiến vừa về phép đang ở Huế. Ông mong mỏi được gặp lại cậu con trai mà lúc ông đi tập kết chú bé mới lên bảy đang học lớp đồng ấu. Càng mong mỏi hơn là ông tin chắc sau khi gặp con ông sẽ bảo lãnh cho nó dẫn nó đi theo con đường chính nghĩa. Nó dạy dột đi học trường sĩ quan lỗi tại nó đã đành còn là lỗi của bà Đào vợ ông Ông nghĩ thế. Nếu vợ ông sống chính đáng, một lòng thủy chung với chồng, thì mới đủ tư cách để khuyên bảo con cái. Đằng này, ông trách vợ ông và cũng tự trách mình. Chính ông cũng có lỗi. Ông trở về quê hương đã 7-8 năm rồi, chứ ít ở gì. Vậy mà không có cách nào móc nối kéo được thành bé lên rừng với ông. Tất nhiên, ông sẽ rửa ra bắt cho nó ăn học tự tế, bạn bè ông đã nhiều người làm được như vậy và họ trở nên mát mặt khi con trở thành kỹ sư hoặc bác sĩ hoặc sĩ quan tốt nghiệp ở trong nước và cả ở nước ngoài nữa còn ông đành chịu cay đắng nhìn thằng con lao vào con đường cầm súng cho mỹ ngụy mười mấy năm rồi không được gặp con ông vừa nhớ thương vừa giận hờn nay nó sắp nằm trong tầm tay ông ông lại vừa mừng vừa lo mừng vì dù sao cũng thỏa lòng mong đợi mà lo thì lo nhiều nổi quá chừng lo thằng bé vẫn cứng đầu chẳng chịu nghe lời ông thậm chí nó còn chẳng nhận ông nghĩa là nó không cần sự bảo lãnh của ông còn lo cho cuộc sống sắp tới của hai cha con vì điều này có liên quan đến bà đào người mà cho đến lúc này ông vẫn chưa có ý định tìm gặp lại còn lo ồ đang trong tình thế chiến đấu mà, làm sao tính được hết những bất trắc, những xáo trộn trong tình thế chiến đấu. Quái quâm thai, ông lại gặp con vào lúc này, lúc ông sắp xuống đơn vị trực tiếp chỉ huy một trận đánh quyết định. Ông không có thị giờ và không còn tâm trí đâu mà chuyện trò tâm sự với con. Ông nấn đá một chút, chỉ vì muốn gặp mặt nó, nhìn tận mắt thấy nó. Hẳn cứ được như thế đã, rồi ông đi ông ngồi chờ nói chuyện phím với lưu dương hân phối quất chốc chốc lại xem đồng hồ một lát sau anh cán bộ địch giận dẫn chiến tới mọi con mắt đổ dồn vào người thanh niên cao lớn mặc áo măng tô màu xám nước da nâu nâu mắt to và sáng giống hệt tư thiên báo cáo thủ trưởng tư thiên đã dặn trước rồi Vậy mà anh cán bộ địch giận Vẫn cứ hướng vào ông báo cáo Không chịu để yên Xem thằng con ông có nhận ra ông không Tư Thiên nói vậy Chứ cũng không bừng bực nữa Bèn bỏ đôi kính mắt ra Đứng dậy kêu lên Bằng cái giọng lạc hẳn đi Chiến đó ơi con Ba Một tiếng ba Mười lăm năm Chiến mới được gọi Cũng mười lăm năm Ông Tư Thiên mới được nghe làm cả hai cha con cuốn quýt lên ông tư thiên chìa bàn tay ra cho con và nắm tay chiến kéo lại cùng ngồi với ông trên chiếc ghế dài sao con có nhận ra ba được nữa không nào dạ nhận ra được con chỉ ngờ ngợ chút xíu chỉ vì ba ăn bận hơi lạ ông tư thiên cười tay vòng qua vai chiến mắt ngân ngấn nước ồ ba sắp lên sân khấu nhưng thôi chuyện đó khỏi nói ông vui vẻ hỏi mọi người mấy anh xem thằng chiến giống tôi chút nào không lưu dương tủm tỉm quả là tư thiên tập hai giống anh họ còn trẻ lắm mọi người lại chăm chú nhìn hai cha con so sánh khuôn mặt và đều xác nhận lời lưu dương tư thiên sực nhớ Dội giới thiệu với con Những đồng chí cộng sự thân thiết của ông Đang có mặt lúc bây giờ Đây là chú Lưu Dương Trung tá chính quỷ trung đoàn Chú Dương là chồng thiếm the Hình như con có biết thiếm the Chiến gật đầu Không hề nhớ ra Đấy là chú chính Dũng Mà ngày xưa lúc chiến theo mẹ Lên chiến khu thăm ba Đã được chú bế đi chơi dọc suối Còn chính quỷ lại nhớ Và đang tươi cười với chiến tháng phục thời gian là phép màu đã biến một chú bé ngộ nghĩnh còn gọi sóc bay trên cây là chuột thành một chàng sĩ quan ngụy bị bắt đang dương cặp mắt to nhìn mình một cái nhìn xét nét và ít dầu dập tư thiên cũng không nhớ ra kỷ niệm cũ là giới thiệu tiếp chú lưu dương là bố dũng con không biết dũng nhưng dũng lại vừa mới gặp con cách đây vài hôm trong buổi hòa nhạc ở nhà một người bạn của con. Dũng là đội trưởng biệt trọng được ba phái vào, mở cửa chánh tay đêm hôm nọ. Cặp mắt của Chiến càng mở to nhìn lưu dương như một sự lạ. Còn đôi mắt tươi cười của chính quỷ lại như muốn nói. Yên trí, rồi chú sẽ gọi thằng Dũng lên gặp cháu. Bây giờ cháu sẽ tha hồ mà ngạc nhiên. Ông Tư Thiên lần lượt giới thiệu phó chính quỷ Hân, quyền tham mưu trưởng phối với con trai. Đến lượt quốc, ông trở nên ấp ứ. Còn đây là Thượng Quý Quốc, tiểu đoàn trưởng. Người vừa chỉ huy tiểu đoàn đánh một trận phản kích ở An Hòa rất hay. Một chàng trai dũng cảm. Đại quy phối tiếp thêm một câu vui. Và dạ là anh rể tương lai của cậu. Cũng như mọi người được giới thiệu, quốc chia tay ra với chiến. Nhưng quốc chỉ nhận được một bàn tay lành nhạt cùng với cái nhìn không giấu được dễ khó chịu. Kính thưa quý vị, đúng lúc chuẩn bị đi mang cá thì một chiến sĩ cảnh vệ bước vào báo, ông Tư Thiên có một cụ già xin gặp mặt. Ông Tư lên tiếng từ chối gặp, nhưng khi nghe đến tên ông Hón, ông chưa mừng ra mặt. Đến khi gặp mặt, ông Tư xót xa nhận ra sự tiều tụy ốm yếu của chú Hón trong bộ quần áo rách rưới chấp giá nhiều chỗ. Đồng lòng thương cảm, ông Tư liền tặng chú Hón một bộ quân phục giải Tô Châu còn khá mới. Hai tay rung rung đón nhận món quà. Ông già Hón vừa cảm ơn, vừa kỳ bộ đồ giàu ngực như thể tìm được một báo vật. Tiễn ông già Hón ra về, ký ức tuổi thơ bất chợt tràn về, khiến ông Tư rơi nước mắt. Ở tuổi 13, vì cha chết sớm đành phải bỏ học theo chú hón tập cầm cài làm quen với cuộc đời dầu dải nắng mưa làm quen với những lúc chỉ ăn khoai trừ cơm mà chú hón vẫn luôn đùa vui là ăn củ xâm đất hơn 20 năm trôi qua chú hón trở thành cụ già mà nghèo vẫn nghèo ngoài 70 tuổi bị mù sông hy vọng đổi đời không hề suy giảm mơ ước đất nước được độc lập nhân dân được tự do luôn cháy bỏng trong chú hón cũng chính là lý tưởng trách nhiệm của ông Tư Thiên. Cuộc gặp này như tiếp thêm sức mạnh, ý chí, quyết tâm đập dỡ đồn mang cá để Quế được giải phóng hoàn toàn. Để tiếp tục chữa theo trận chiến tại mang cá, kính mời quý vị đón nghe phần 28 tiểu thuyết Quế mùa mai đỏ của nhà gian Xuân Thiều trong chương trình đêm mai với nhiều chi tiết mới khá thú vị. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân mến, chào tạm biệt.